Cô Viharati Isipatne Nigadai Tatko Bhagava Panchavakye Bhikkhu Amante Si Deme Bhikkhave Antapabhajiten Nasevitabha Yuchayan Kamesu Kamasukallikanu Yogo Hino Gammo Potuchaniko Anariyo Anath Sanghito Yochayan Atta Kilmatanu Yoko Dukho Anariyo Anath Sanghito Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha Con tu nữ Như Pháp thành kính hãnh lễ Ngài Trị Siêu Dược Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn quý vị cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Trị Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhân chẳng dị hơi Biết lòng mở đạo dạy đời A nhắm vườn lập giả ngài dời chân sang Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử Có năm thầy thinh dự pháp từ Đó là nhóm kiều trận như A được nét hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giao pháp ba bốn mười lăm hà dạp vẹn toàn Một lòng chẳng thôi không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Tam giới thừa ăn phổ cập Đám mưa lành rưỡi khắp thế gian à, Bởi nhân cơ tính rõ ràng Ngài thuyết pháp nói đàn tự bi Chúng sanh ngồi khắp chúng ni à, Tối nay cầu được trí trí an toàn Nam mô Bụt Tha Giá Dạ, Vinh ơi cho Như Pháp bài học Dạ, cảm ơn Vinh Quát Thanh Á Bài học hôm nay Kinh Tiểu Bộ Phút Tha Cá Nikaya Iti Phút Tha Cá Chương 3 Ba Pháp Phẩm 1 Bài 51 La Mã Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba giới này, thế nào là ba sắc giới, vô sắc giới, nhiệt giới? Này các tỳ kheo, có ba giới này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến.
ai liệu tri sắc giới, không mang trú vô sắc, những ai được giải thoát đối với đoạn diệt giới. Các chúng sanh như vậy sẽ ly được thần chết, với thân cảm giác được bất tử không sanh y. Xả ly từ bỏ hẳn sanh y đưa đến hữu, sau khi tự chứng được không còn có lậu hoặc, bậc chánh đẳng chánh giác thuyết pháp con đường chánh, không có gì sầu muộn, trong sạch không có uế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá và Bằng Chánh Kinh đến đây chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tự Siêu từ bi thuyết giảng ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến Ngài. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Đức. Thân chào tất cả quý bà, quý nữ và chư Phật tử. Hôm nay và chúng ta học một bài học ngắn. Cảm ơn Sài Gòn Mưa Nắng Mộ đã post cho cái phần Bali văn. Thế hôm nay ta nói về Tha Tú Xuất Tác. Bài kinh nói về các giới. Kiso imafikwe tha tu yo. Để cái tỳ kheo có ba giới này. Katama kiso thế nào là ba? Rupa tha tu. Sắc giới. Rupa tha tu. Vô sắc giới. Nirodha tha tu. Diệt giới. Imafikwe tí sô tha tu vô tí. Này cái thể kheo, đây là ba giới. Thì ở đây chúng ta cần phải được hiểu bài kinh này qua chú giải. Một điều mà chúng tôi rất băn khoăn các Phật tử chúng ta phải vững tin. Không thể phủ nhận cái công trình chú giải vĩ đại của Ngài Phổ Thân Vô Sát. Chúng ta không thể phủ nhận. Mặc dù ở trong chú giải của Ngài, hoặc là như cái bộ thư Tịnh Đạo của Số Thiếp Cá, Ngài Phổ Thân Khô Sáng Ngài viết, Ngài soạn, thì có đôi lúc cũng là theo cái quan điểm thời bây giờ. Cho nên thỉnh thoảng có một vài điểm mà Ngài viết hay là Ngài giải thích, Ngài đưa lên, nó không có phù hợp với khoa học hiện nay. Như lời của Thượng Nhất Đẳng đã nói trong cái buổi học hôm qua,
chúng tôi cũng đồng ý chỗ đó, nhưng mà không phải vì một vài điểm như là nói về cái chu vi của mặt trăng mặt trời của quả đất, rồi cái bề dày của cái quả đất, vân vân. Chúng ta không có, không thể vì mấy cái chỗ đó mà chúng ta phủ nhận hết toàn bộ cái công trình mà Ngài chú giải cho các cái bài kinh. Nói rằng phải đối chiếu với kinh với luật, thì ở đây thưa quý vị, mỗi khi mà xem trong chú giải đó, chúng tôi có đối chiếu chứ, chứ không phải là chúng ta thấy những cái điều mới lạ rồi chúng tôi phấn khởi đem ra mà trình bày cho Phật tử nghe một cách vô ý thức. Chúng tôi không có làm như vậy được. Chúng tôi cũng có cái sự cân phân, cũng có sự suy xét. Chẳng hạn như trong bài học ngày hôm nay nói về ba giới, thì trước hết là Ngài trích ở trong Dhammasanghini, ở trong một đơn Dhammasanghini 1289, trang 1289, thì đó là Dhammasanghini. Cái đó là chánh tạng, chánh tạng vi diệu pháp, hay là thắng pháp tạng. Thì Ngài chỉ trích như vậy thôi, chúng ta đâu có thể phủ nhận được cái này là sai. Chúng ta không thể phủ nhận được cái này là sai. Thì ở đây trước tiên là Ngài giải thích Mê Thamma Rupa Vachara, thế nào là sắc giới. Chữ Avachara ở đây đó là chúng ta cũng dịch ra cái nghĩa Việt là chữ giới, nhưng mà chữ Tha Tú thì nó đặc biệt hơn. Rupa Tha Tú là xác định rõ hơn là chữ Rupa Tha Tú, Rupa Vachara. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng Ngài đã chỉ đường cho chúng ta đi vào trong bộ Dhammasanghini để chúng ta tìm hiểu cái gọi là Rupa Tha Tú, sắc giới đó là như thế nào. Trong cái phần này thì ở trong Dhammasanghini Pháp Tụ có giải thích Thế Tô Brahmalokan Brajantan, dưới cùng của cõi phẩm thiên, là cái cõi phẩm chúng thiên. Oparito Akinito, và phía trên cùng là cái cõi sắc hữu cách. Duyento Kritava Ethao Vachara Ethabriyabna Khantha Khantha Thathu Ayatana Ime Thamma Rupa Vachara. Rất là rõ ràng thưa quý vị, tức là làm hai cái giới hạn. Duyento là hai cái giới hạn, thì hai cái giới hạn đó dưới cùng của cõi phẩm thiên là cõi phẩm thiên, và trên cùng cõi phẩm thiên là cái sắc thú cánh, cõi tịnh cư sắc thú cánh. Thì quẩn khanh thác tha tú giới Ajatana xứ, quẩn giới xứ, hay là quẩn xứ giới. Brijapana là liên quan, Etha liên quan cõi này, thì đây gọi là Rupa Tha Tú.
mà chúng ta thấy quá rõ ràng. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ đọc bài Itivutaka, chúng ta đọc cái bài kinh có mấy câu thôi, sư bảo đảm rằng là khi mà không có chú giải và không có được cái trí văn vi diệu pháp thì chúng ta sẽ đọc mà không hiểu gì hết. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi bây giờ đến cái phần thứ hai đó, thì cũng ở trong chú giải. Khi mà giải thích cái phần thứ hai là giải thích như thế này: Kacchami Thamma Arupa Vacchara. Thế nào là vô sắc giới? Nó nghĩa với chữ Arupathatu. Arupathatu Hetato Akasananja Yatana Dupage Dwe Anto Kariya Karitoa. Dưới cùng là giới hạn cái cõi không vô vi xứ. Và Uparito Nivasanya Nasanya Yatanu Pagge Duyanto Karitoa. Và trên cùng là giới hạn cái cõi phi tưởng phi vi tưởng. Thì như vậy cho thấy rằng là trước hết là chúng ta có cái sự hạn định ở trong Thammasangadhi, có cái sự hạn định cái điều mà nói là vô sắc giới là chỉ cho các cái cõi vô sắc. Dưới cùng của cõi vô sắc là cõi không vô vi xứ, và trên cùng của cõi vô sắc là cõi phi tưởng phi vi tưởng xứ. Trong cái phạm vi giới hạn đó chúng ta gọi là Arupathatu. Evam bhuta arupa vacchara dhamma Arupathatu. Như vậy các pháp liên quan đến các pháp thuộc về sắc giới, vô sắc giới được nói đến, cái đó gọi là vô sắc giới Arupathatu. Ở trong tiếng Việt của chúng ta, cái câu trích dẫn này chúng ta nhớ cái ở này: Evam bhuta arupa vacchara dhamma Arupathatu. Chúng ta lấy lộn câu trên rồi. Câu trên đã giải thích xong. Cô Sài Gòn mưa nắng ấy, Sài Gòn mưa nắng còn giúp giờ đúng là cái câu đó gì, cái câu chú giải đó đó, quý vị nhớ. Còn khi mà giải thích Nirodhatha Thu Tí Nibbanang Veritappan, cái tiếng mà gọi là diệt giới Nirodhatthatu Nibbanang Veritappan là cần phải hiểu là Niết Bàn. Thì ở đây quá rõ ràng, thì thưa quý vị, nào chú giải ở chỗ này xong á, thưa dầu cho chúng ta nằm, chúng ta ngủ, chúng ta mớ, chúng ta cũng hiểu đúng nữa. Chứ đừng nói chi là chúng ta tỉnh táo. Đặc biệt là thưa quý vị, cho nên từ xưa đến giờ là luôn luôn kinh điển Tam Tạng, khi mà chúng tôi ngay cả luật quy đề giác, luật tạng, mà muốn hiểu được ở trong đó phải xem về chú giải.
Tha. Mà chú giới này là công trình vĩ đại của ngài Bút Tất Khô Sát. Và chư tăng đều công nhận là cái công trình chú giải đó là có giá trị vô cùng to lớn đứng với cái văn học Phật giáo. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc là chúng ta không vì một vài điểm, chỉ một vài điểm nhỏ thôi, thưa quý vị, chỉ là 1% thôi, một vài điểm nhỏ ở trong cái lời giải thích của ngài nó có hơi ra ngoài một chút, thì dù sao đi nữa ngài cũng là một vị tỳ kheo phàm nhân chưa đắc quả thánh, ngài Bồ Tát Khô Sát. Và ngài, chúng ta đừng có cái ấn tượng ngài là một vị xuất thân từ cái giai cấp mà là môn, rồi chúng ta phủ nhận. Nếu mà nói như vậy đó, ngài Sariputta, ngài Moggallana, hai vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật cũng xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn ra. Nếu mà chúng ta có cái thành kiến vậy đó, là chúng ta sẽ không bao giờ học được cái hay của các ngài khi mà các ngài đã giác ngộ giáo pháp của Đức Phật. Rồi như Lược Tạng đó, thì chính do ngài Upali, ngài Trùng Tuyên, ngài kết tập trong cái kỳ tập lần thứ nhất, kết tập cái điển lần thứ nhất, mà xuất thân của ngài là từ cái giai cấp Thủng Đề La, một cái giai cấp thấp nhất từ trong xã hội Ấn Độ bây giờ, tức là giai cấp nô lệ, giai cấp làm tôi tớ cho xã hội bây giờ. Ngài là người thợ hớt tóc mà, ngài thợ hớt tóc có chỗ gọi là thợ cạo tóc, nhưng mà không phải là cạo tóc, thưa quý vị, hớt tóc tức là ở trong hoàng cung đó. Nửa tháng một lần thì ngài đi vào để ngài để thần hấp tức của Upali đi vào để mà cắt xén, chỉnh sửa mái tóc cho vua và các vị quan đại thần. Lúc đó không có tiền hớt tóc, cho nên ngài phải đi hớt dạo, nhưng mà được cách này đi vào hoàng cung để mà hớt tóc cho các vị hòa thân. Thế nhưng khi mà ngài Upali, ngài đưa 6 vị hòa thân Thích Ca vượt qua ranh giới của xứ Sư Cá để mà đi qua đến cái xứ Ma Ca Tá và tìm đến xin Đức Phật xuất gia, thì các vị hoàng thân Thích Ca đó mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: xin Đức Thế Tôn hãy truyền giới xuất gia cho Upali trước, vì chúng con là những người dòng Thích Ca, dòng sắc giai cấp sắc đế lị và kiêu mạn. Nay chúng con muốn diệt trừ cái sự kiêu mạn đó, bỏ đi cái sự kiêu mạn đó. Cho nên khi mà Upali được xuất gia trước thì chúng con phải đối đãi như là hàng sư huynh. Thì con sẽ đảnh lễ. Quý vị thấy cái việc đó là cái việc khó làm nhất. Giai cấp sắc đế lị mà phải đảnh lễ một vị tỳ kheo ở giai cấp nô lệ thì quý vị biết như thế nào.
Nếu nhỏ hạ hơn, nhỏ hạ hơn chỉ có trong một giờ, hai giờ đồng hồ thôi thưa quý vị, xuất gia trước và sau thôi. Nhưng mà các bậc trí thì các ngài luôn luôn thấy pháp là tối thượng, cho nên không có cái thành kiến. Còn gặp chúng thì chúng ta có thành kiến. Dù cho ngài Upali ngài nói dỗi như thế nào, dỗi lực như thế nào, nhưng mà nghĩ đến thân phận của ngài cái tự nhiên chúng ta trùng chân. Ngài anh Puthakosa, ngài trí tuệ như thế nào, dù chúng ta nghĩ đến cái thân phận của ngài là xuất thân từ Bà La Môn, thì tự nhiên những lời chú giải trong kinh điển chúng ta lại tưởng chừng như là ngài có cái ý đồ mà đi vào để phá Phật giáo. Tội nghiệp ngài lắm thưa quý vị, quan cho ngài lắm. Cái tâm nguyện của ngài Puthakosa là để trong tương lai sẽ trở thành một vị thượng thủ thinh văn đệ nhất của trí tuệ à. Chúng ta phải nhớ rõ điều đó. Cho nên những cái điều mà ngài chú giải trong kinh thì đặc biệt vô cùng. Nhưng mà cái này nói cho Phật tử nghe thôi, được, chớ có nói tới nói lui. Nói tới nói lui rồi và thượng giáo đẳng phiếu chúng tôi làm. Vì lợi ích cho Phật tử, sợ Phật tử hoang mang, cho nên chúng tôi nói như vậy. Bây giờ trở lại vấn đề, thưa vì chưa hết bài kinh này, chưa hết. Khi mà ngài Puthakosa ngài chú giải này, ngài dẫn chứng cái này không phải là ngài tự đặt ra, mà ngài dẫn chứng những cái định nghĩa về sắc giới, vô sắc giới và định nghĩa về niết bàn đó, là ngài trích từ ở trong cái bộ Thammasangani, bộ thứ nhất của cái bảy bộ Bát Abhidhamma. Chúng ta thấy rõ điều đó. Rồi bây giờ Aparonayo, theo một cái đường lối khác, tức là một ý nghĩa khác, tức là bây giờ giải theo cái ý nghĩa khác, thì cái chữ tha tú đó, rupa sahita rupa patipatha dhammapavatti rupa tha tú, sắc giới là những gì, những pháp nào mà có liên quan đến sắc, sắc quẩn, liên quan đến sắc quẩn, liên hệ đến sắc quẩn, thì những cái pháp diễn biến như vậy đó thì được về sắc giới. Thì như vậy sắc giới ở đây, ở Rupa Tha Tú, cái cách giải nghĩa thứ hai đó là Panchamukharapavu, tức là ngũ quẩn hữu. Ngũ hữu tức là khỏi ngũ quẩn. Ekavukharapavu là nhất quẩn hữu. Ngũ quẩn hữu là như thế nào? Là chỉ cho 26 cõi ngũ quẩn, 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Từ cái cõi phẩm chúng thiên, phẩm phụ thiên, đại phẩm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, rồi biến tịnh thiên, rồi quảng quả, rồi vô phiền thiên, cõi vô diệt thiên, cõi thiện hiện thiên, thiện chí thiên và cõi sắc thú cánh. Như vậy có tất cả là 26 cõi. 26 cõi ngũ quẩn, vô cà đó. Bên cho vô cà đó phải vô. Còn ê có vô cà đó phải vô nhất quẩn ngũ. Ở đây cho cái cõi vô tưởng, Asanyasata, cõi vô tưởng.
tên á, sắc phà lô, cam phà vô, rù bà phà vô, sang gây tô. Đúng theo cái điều đó đó, đúng theo điều đó thì ở đây, tức là lấy cõi dục giới và cõi sắc giới hữu tưởng. Như vậy chúng ta thấy quá rõ ràng. Bây giờ giải thích cái chữ Arupa. Arupa Tha Túng. Khi nãy nói Rupa Tha Túng, quý vị chú ý cái này một chút. Khi nói đến Rupa Tha Túng thì định nghĩa là Rupa Sahita ở trên. Còn khi mà nói đến Arupa Tha Túng thì Rupa Rahita. Rupa Rahita. Chữ Rahita và chữ Sahita nó khác nhau, quý vị nhớ. Hai cái chữ khác nhau. Chữ Sahita có nghĩa là có liên quan. Còn cái chữ Rahita tức là ngoại trừ. Ngoại trừ ra sắc. Như vậy gọi là vô sắc giới. Là những pháp nó diễn biến ngoại trừ ra sắc quẩn, ngoại trừ ra sắc quẩn. Nó không có liên hệ gì đến sắc. Cho nên Rupa Rahita Thammapavatti Arupa Tha Túng. Thì cái cõi vô sắc đó, cái pháp vô sắc đó được gọi là Chattuvokara-pha-vô, tức là tứ quẩn hữu. Tức là cõi mà chỉ có bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức thôi, chứ không có sắc quẩn. Tên Arupa Pha Vô Sang Gây Tô. Tức là chúng ta tóm lược cái cõi vô sắc. Đó được gọi là vô sắc giới. Mà ở đây đó, ý tí đùy hí ba đề hí tài dô pha hoa. Tức là ba hữu, dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Mà chỉ đùy hí ba đề hí là theo hai cái đường lối, tức là sắc giới, vô sắc giới thôi. Cõi hữu sắc và cõi vô sắc chỉ gồm vậy. Thì sắc ta samsara pavati dasita, tức là đã dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả được thấy biết là luân hồi, samsara, samsara pavati, tức là liên quan luân hồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong ba giới mà chúng ta học trong ngày hôm nay đó, thì nói hai tức là sắc giới, vô sắc giới. Mà nếu chúng ta nói ba thì chúng ta nói là dục giới, sắc giới. Cõi dục cõi sắc nó thuộc về sắc giới. Cõi dục cõi sắc cõi vô sắc. Tam giới đó, ba đó, ba cõi đó nó liên quan đến luân hồi. Chỉ có cái thứ tư, chỉ có cái gọi là Nirodha Tha Túng là Niết Bàn, thì cái đó nó vượt ngoài luân hồi.
này là bậc ngoài luân hồi. Đối với Niết Bàn, đối với ở trong chú giải chỗ này cũng rất hay thưa quý vị, nhưng mà không biết là các Phật tử chúng ta có chịu kiên nhẫn để chúng ta cùng đọc chú giải để mà chúng ta tìm hiểu hay không. Pratijja Upadana, là theo cái đường lối thứ ba đó, thì ở đây sư khác a sang khát ta tha tu diệt và sang gây tai mắc các pha là lý ý tha thì các vị bồ tát tham ma nam cha ta. Cái đường lối thứ ba trong cái giới thứ ba tức là nibbana nirodha nirodha tha tu, tức là chỉ cho vô vi giới. Vô vi giới thì cách gọi là vô vi giới ở đây là những cái pháp mình thoát khỏi, những cái pháp như là đạo quả, là những cái pháp làm cho thoát khỏi ba khỏi dục giới, sắc giới, bồ sắc giới. Chúng ta cũng có cách để chúng ta hiểu cái khác. Ở trong ba giới của cái bài kinh ngày hôm nay mà chúng ta học đó, thì giới là gồm có khỏi dục, khỏi sắc, hay khỏi ngũ quẩn, khỏi nhất quẩn, khỏi ngũ quẩn, khỏi nhất quẩn thì gọi là rupa tha tú, mà khỏi tứ dinh quẩn là arupa tha tú, khỏi nhất quẩn, khỏi tứ quẩn, khỏi ngũ quẩn đều thuộc về luân hồi. Đó là cái pháp hữu vi sankhata. Có một cái giới thứ ba đó là nirodha tha tú, diệt giới, là chỉ cho vô vi, cái pháp vô vi là niết bàn, là chứng nhất cái sự chứng nhất ngũ quẩn, vượt ngoài ngũ quẩn, vượt ngoài tứ quẩn, vượt ngoài nhất quẩn. Chúng ta thấy rõ ràng thì chính vì điểm này có cái bài kệ mà Đức Thế Tôn ngài sau khi đã nói lên ý nghĩa đó, ngài đã nói đến bài kệ này: ai liễu tri sắc giới không ăn trú vô sắc, những ai được giải thoát đối với đoạn diệt giới. Thì hai cái ở trên đó những cái câu trên mình cần phải liễu tri rupa tha tú là sắc giới. Phải niệm tri như thế nào? Nếu mà nói theo thắng pháp, nói theo vị pháp, thì cái sắc giới ở đây là chỉ cho 26 cõi ngũ quẩn
và một cõi nhất quẩn. Như vậy tổng cộng là 27 cõi hữu sắc. 27 cõi hữu sắc đó chúng ta gọi là rupa thatu. Rồi không an trú vô sắc, tức là không có tái sanh vào bốn cõi vô sắc. Quý vị nhớ 27 cõi hữu sắc và bốn cõi vô sắc, tổng cộng là 31 cõi luân hồi, 31 cõi luân hồi. Cái chuyện này nó rõ, thưa quý vị, nó rõ như là chúng ta xòe bàn tay ra, chúng ta nhìn cái chỉ tay ở trên bàn tay, đâu có gì đâu mơ hồ. Những ai đường diễn thoát đến với đoạn diệt giới, Nirodha Thatu, đoạn diệt giới là để chỉ cho niết bàn, chỉ cho các pháp vô vi, thì chúng sinh như vậy xả ly được thượng chết. Với tạm giác được tử và sanh y, thì khi mà xả ly, khi mà đạt đến cái đoạn diệt giới, tức là đạt đến niết bàn, thì chúng sinh đó là lìa bỏ được thần chết. Không sanh y, bất tử amata và không sanh y, nirupati, nirupati. Sanh y ở đây tức là cái thân tái sanh ở cõi khác, thân người, thân chư thiên, thân phẩm thiên, thân đó gọi là thân sanh y. Chữ sinh y, chữ upathi đó, thưa quý vị, nó có nghĩa là một cái tổ hợp chất chứa. Chất chứa cái gì? Nếu cõi dục giới của chúng ta thì cái thân sinh y có nghĩa là cái tổ hợp sắc tứ đại này, cái thân tứ đại này là cái chỗ mà chất chứa bệnh tật, chất chứa những cái vật quý trược. Còn nếu mà bốn dinh quẩn thì nó chất chứa phiền não. Cho nên chúng ta có cái thân này được gọi là thân sanh y là bởi vì nó chất chứa những cái thể trược, những cái bệnh tật và chất chứa những cái phiền não. Bây giờ chúng ta nghĩ đến cái thân sanh y này, chúng ta ngán chưa? Chúng ta sợ chưa? Cái thân sanh y của chúng ta gọi là chất chứa upathi, nó giống như một cái thùng rác. Cái thùng rác nó có hai, nó có hai điểm mà không đáng gì chúng ta ưa thích. Một, mở thùng ra chúng ta thấy ở bên trong rưỡi dơ bẩn. Rồi hai là mở cái thùng rác ra chúng ta nghe cái mùi hôi. Mùi hôi nó bốc lên, cái mùi hôi thúi của rác ấy, nó bốc lên. Như vậy thì cái upathi thùng rác đó là chúng ta không đáng được ưa thích, chúng ta không nên ưa thích nó. Cũng như cái thân này hiểu được upathi, cho dù cái thân của vị phạm thiên chư thiên nó đẹp đẽ như vậy, nhưng mà còn phàm phu thì ở bên trong nó vẫn chất chứa cái rác rưởi phiền não, thì nó cũng đưa đến cái sự kinh tởm, chất chứa sự kinh tởm. Mình còn phàm phu, mặc dù được giải thích như vậy, nhưng mà giờ này các Phật tử chúng ta thì vẫn còn ưa thích cái thân này, chứ chưa có thấy được cái sự bẩn thỉu, cái sự khấu quế của thân sinh y này. Chỉ khi nào mà chúng ta
đạt đến vị thánh nhân đắc từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán, nhất là đốt đại giải thoát, thì các ngài xem tên y này là đáng chán cần phải xả ly. Nirupati là xả ly cái thân sanh y này, không có sanh y, sanh ly từ bỏ hẳn, sanh y đưa đến hữu. Khi đã đắc quả A La Hán rồi đó, thì si từ bỏ, dứt khoát xả ly, dứt khoát từ bỏ. Bỏ cái gì? Bỏ cái sanh y đưa đến hữu, tức là bỏ đi cái sự tái sanh đưa đến những cái cõi như là cõi dục giới, cõi sắc giới cũ. Khi tự chứng được hoặc chứng hạnh nhân giác, thuyết pháp đừng tránh, không có sầu muộn, không có gì sầu muộn, trong sạch không có quế. Thì cái bài cái đoạn sau đó, trường hợp bị chánh giác như Đức Phật, ngài tự chứng được cái pháp giải thoát, từ bỏ sanh đi, không còn lộ hoặc. Ngài mới đem giáo pháp đó để dạy cho chúng sanh. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, chúng ta phải hiểu rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp là ngài dạy những điều mà chính bản thân ngài đã trải nghiệm, đã giải thoát, chứ ngài không có dựa dẫm vào cái quan điểm của ai rồi ngài học rồi ngài thuyết, không có. Do tự ngài chứng ngộ về con đường giải thoát. Tóm lại là trong cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta học về ba giới chúng ta cần biết. Chúng ta cứ mãi lăn trôi sanh tử ở trong 27 cõi hữu sắc và 4 cõi vô sắc, gọi là sắc giới và vô sắc giới, arupa tha tu. Ngày nào mà chúng ta tu hành và chúng ta chứng đạt được niết bàn vô vi giới, thì lúc đó mới gọi là đoạn diệt giới, hay là xuất ly khỏi các hành, khỏi các hữu vi. Lúc đó chúng ta mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây đó, ở trong cái sự tu tập thì chúng ta nhớ thế này, là chúng ta phải biển ly. Nhưng mà trước tiên ca giáo viên về cô là mình chỉ mới có thân biển ly, thì chúng ta đừng có dỗ ngực xưng tên, tự hào rằng mình là người sống biển ly. Mới có thân biển ly chưa đủ, mà phải là chích tấu vi vê cô, là phải đạt đến cái tâm biển ly. Tức là biết khỏi năm triền cái là tham dục, sân hận, hôn thị, trạo hối và hoài nghi. Thì khi mà tâm tách khỏi năm triền cái đó thì mới gọi là tâm biển ly. Quả thật vậy, Đức Phật ngài dạy rằng cho dù một người họ ở chốn rừng sâu, ở nơi những tỉnh thất xa vắng, nhưng mà tâm tư của họ vẫn còn bị ái nhiễm,
dục nhiễm, rồi vẫn còn cái tâm sân hận, bực bội, khó chịu, vẫn ngủ gục, uể oải, giả dười, rồi tâm vẫn hoang mang, lo lắng, phóng dật, và luôn luôn có cái sự nghi ngờ, thì người này mất dòng thân viễn ly, như ta nói người đó chưa phải là tâm viễn ly. Nhưng mà chúng ta chỉ mới có đạt được cái thân viễn ly và tâm viễn ly chưa đủ. Bởi vì những vị mà tu đắc được thiền sắc giới, vô sắc giới thì đó gọi là tâm viễn ly. Bởi vì họ đã tịch tịnh được năm triền cái, họ nghe, họ vắng lặng được năm triền cái mới chứng với chú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tướng, vân vân. Cho đến khi nào mà người đó gọi ô có thiết quy về cô, tức là sanh y viễn ly đó, thì cái này mới hoàn toàn giải thoát. Chữ ô có thí hồi nãy giờ chúng ta đã trình bày, đã nói với quý vị đó. Chữ ô có thí tức là cái thân sinh tử luân hồi mà nó còn chất chứa những cái cấu quế về vật chất, và nó chất chứa những về nội tâm là phiền não. Cho nên cái ô có thí chừng nào mà được viễn ly sanh y rồi đó, thì lúc đó mới hoàn toàn giải thoát. Chắc lẽ là mai mốt học trong cái chư ba chi này, chúng ta sẽ gặp một bài nữa, cái bài liên quan đến ba sự viễn ly. Tức là thân viễn ly, tâm viễn ly và sanh y viễn ly. Hôm nay chúng tôi chỉ nhân học về ba giới, rồi ở trong cái đó chúng tôi muốn đem về cái sanh y viễn ly đó để mình trình bày và nói cho quý vị nghe. Mai mốt chúng ta sẽ học lại để chúng ta hiểu rõ hơn. Đến chừng mà giảng cái bài đó, quý vị đừng có kêu là chán quá, bữa hổm nghe rồi bữa nay nghe nữa, quý vị đừng có kêu la như vậy. Bữa nay chỉ nói một cách đại khái thôi, chứ chưa có giải thích rộng cho quý vị. Mà bữa đó vị nào mà chán nghe đó thì nghĩ thì sẽ không có lãnh hội được, sẽ không có lãnh hội được những điều sâu sắc đó. Hôm nay bài học của chúng ta đơn giản quá, cho nên chúng ta học tới đây thì nó đã hết bài rồi, hết ý nghĩa rồi. Nói ít tết thôi, nói nhiều quý vị lúc rồi học trò sư khó tánh quá, hãy nói nhiều, nói là sao mà hòa thượng nói dài nói dài nói dở quá. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ sớm trước 7 phút đi. Chúc quý vị luôn luôn được sự an tiến quá. Và bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rùm Nam Mô Bụt Thầy. Bà quân tư sắp bà mạng gà lăng rạc khăn tư sắp bà đê vật tà sắp bà bù đà nực phà vê nè sà đà sà thi bà quân tư tê. Bà quân tư sắp bà mạng gà lăng rạc khăn tư sắp bà đê vật tà sắp bà đà hàm mà nực phà vê nè sà đà sà thi bà quân tư tê. Bà quân tư sắp bà mạng gà lăng rạc khăn tư sắp bà đê vật tà sắp bà sàng khà nực phà vê nè sà đà sà thi bà quân tư tê.